Bạn đã bao giờ tự đặt câu hỏi, trước khi sinh ra ta là ai? Ta sinh ra để làm gì? Tại sao ta lại được sinh ra trong hoàn cảnh này? Làm thế nào để chuyển hóa và phát triển bản thân đến tầng sâu nhất? Làm sao để thấu hiểu ý nghĩa của đời sống? Làm sao để biết rõ nguyên nhân vì sao bạn thành công hoặc vì sao bạn thất bại? Làm sao để thấu hiểu bản thể của bản thân mình, từ đó xác lập các mục tiêu, thói quen sửa mình? Làm gì để không lãng phí đời sống này? Để trả lời toàn bộ những câu hỏi trên, chìa khóa nằm trong việc chuyển hóa tâm thức. Thành công và hạnh phúc của mỗi người được đảm bảo dựa trên cân bằng 3 phần: thân, tâm, tuệ. Tâm thức của ta gồm có 6 vòng: vật chất, cảm xúc, sinh mạng, trí tuệ, nghiệp lực, tâm không. Ý nghĩa cuộc đời này là chuyển hóa tâm thức và đi vào tâm không, đời sống an lạc. Muốn vậy, ta phải bỏ được tham, sân, si, mạn, nghi. Tâm thức là ngọn đuốc soi sáng trên hành trình cuộc đời, ứng dụng trí tuệ vào mọi vấn đề trong cuộc sống, từ phát triển bản thân đến công việc, gắn kết gia đình và các mối quan hệ. Chuyển hóa tâm thức là chương trình tâm huyết của ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn CEO Việt Nam Holding, người đã áp dụng thành công triết lý nhà Phật vào lãnh đạo và vận hành Tập đoàn CEO Việt Nam. Chương trình chuyển hóa tâm thức có thể giúp bạn thấu hiểu được toàn bộ các thắc mắc về bản thể con người mình và cuộc đời này, có cuộc sống thành công hơn, hạnh phúc hơn thông qua những tác động vào 3 phần: phần tâm, tăng tỷ lệ cảm xúc tích cực và an lạc, giảm tỷ lệ các trạng thái tâm tiêu cực, rèn luyện tinh thần vừa tĩnh tại vừa sắc bén; phần tuệ, hiểu được cơ chế hình thành tư duy gốc, hiểu được quy luật cuộc sống, hiểu về triết lý cân bằng, trí tuệ nhân loại bắt nguồn từ đâu và cách thu nạp kiến thức để khai mở tư duy; phần thân, biết cách chung sống, biết cách sử dụng tối đa năng lực của phần thân, giúp mình tập trung, cảm nhận tốt mọi việc xung quanh, qua đó cơ thể sẽ khỏe mạnh và an lạc hơn. Nội dung chương trình chuyển hóa tâm thức gồm 5 chuyên đề: 1. Định vị bản thân; 2. Tâm thức và số phận; 3. Ý nghĩa cuộc đời; 4. Các phương pháp tu trong đời sống; 5. Hướng dẫn thực hành thiền, quán sổ tức, quán tâm tùy tức, thiền tứ niệm xứ, quán thọ trên thọ, quán thọ tùy thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Lộ trình học chương trình chuyển hóa tâm thức gồm 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, học online 60 ngày trên nền tảng ceovietnamonline.vn. Giai đoạn 2, thực hành qua chương trình chuyển hóa tâm thức 2, phương pháp huấn luyện tập trung, thời lượng 3 ngày 2 đêm, địa điểm Resort 3 sao. Giai đoạn 3, học online 60 ngày trên nền tảng ceovietnamonline.vn. Giai đoạn 4, giao lưu trong cộng đồng đạo Phật và cuộc sống, trao đổi và hỏi đáp trực tiếp với thầy Ngô Minh Tuấn. Phương pháp giao lưu nội bộ trên nhóm và Zoom, thời lượng 1 buổi 1 tuần. Chương trình huấn luyện về chuyển hóa tâm thức, đây là một chương trình tâm huyết hơn tất cả những chương trình mà kiếm tiền của Tuấn. Vì vậy, rất mong rằng các anh chị nên thu xếp thời gian cho chính bản thân mình và con cái đi học. Và điều này sẽ giúp ra cho chúng ta tạo ra một Việt Nam có một nền tảng vững chắc, hạnh phúc và thành công. Rất mong được gặp các anh chị trong chương trình vi diệu này. Xin chào và hẹn gặp lại.